một là mày trả hết bằng tiền mặt, xong rồi chúng nó chuyển khoản lại cho mày. Người ta tính bàn nhau. Người nói chuyện chân để tao quay nốt 3 phút thì có. Còn lại chuyên gia vậy. Ôi ảo đấy. Ê ảo không? Tất nhiên mày đóng tin sám hối là vừa ấy. Thế nhưng mà thế có ít quá không nhỉ? Thế có vẻ ít lắm đấy. Ít đấy. Thế nhưng mà tính cái nhà nó không quê ấy không nhỉ? Người ta nuôi thế rồi. Ai biết à? Người chủ nhà nó cho mình thuê chứ trả ai đấy kiểm tra nhà một suốt cả. Ý là mày bàn giao tiền xong là xong ấy, người ta trả. Ý là kiểu hiếm lắm, có việc gì mà kiểu người ta phải vào, đi vào, mình kiểm tra ai ở nhà đi vào kiểm tra nhà mày. Hay là chủ nhà để kiểm tra, đấy là gọi đến phạm luật đấy. Ồ, đấy là quyền tư của mày. Với cả chủ nhà không được phép cầm chìa khóa phòng của mình luôn. Đúng rồi. Nó có cái chìa khóa dự bị nhưng không được phép vào. Không được phép vào. Đúng vậy. Để nó kiện ra là mày đi. Tôi là mua rồi thì càng không có chìa khóa. Thế thì phải bán nó hết sạch chìa khóa cho nó luôn. Ô nhưng mà cái cửa đấy là cửa mật mã mà. Thời nào rồi chìa khóa nữa. Bật điều hòa lại đi. Tóm lại là đấy là ok. Bảo là nó cái gì nó giải than tre mà. Ừ, giải than tre ở cửa mà. Nhưng giải than đấy để làm gì? Để cho nó không bị mùi, nó ngăn mùi ra ngoài ấy. Ừ.